Hôm nay thì Ecomark sẽ bóc hộp và hướng dẫn các bạn cài đặt dòng 43 inch 4K Smart TV của LG mới nhất năm 2018. Trước mặt các bạn là dòng 4K 43UK6340. Hiện tại thì đây là thiết kế mới nhất năm 2018, hỗ trợ 4K, độ phân giải 4K gấp 4 lần Full HD. Có chạy hệ điều hành Web OS. Con này là thiết kế mới và mình sẽ thử xem hình dáng nó như nào. Có dây nguồn này. Dây nguồn thì vẫn như các cái model 2017, dây nguồn rời. Có chân đế này. Chân đế mới của 43UK63 thì khá là đẹp. Đây là phần ốp lưng. Chân đế cong hình bán nguyệt. Con này có màu đen. Khá là đẹp. Đây là phần chiếc giáp giữa chân đế và lưng của TV. Đây, sẽ bóc nó ra xem là cái hình dáng của 43UK nó có mỏng không. Hiện tại thì 43UK là dòng Smart TV và có hỗ trợ sử dụng Magic Remote. Điều khiển Magic Remote của LG 2018 đấy ạ. Có lắc trỏ xoay, có hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói bằng tiếng Việt. Có con trỏ lăn ở giữa giống con lăn của chuột này. Tương tự với so với cả dòng 43UK63 thì là các dòng 43UZ632, 652 và 750 của LG năm 2017. Con này bảo hành chính hãng 25 trong một tháng đầu, các bạn dùng gặp lỗi sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay. Thiết kế mới 2018, LG thì xuất xứ Việt Nam, chạy hệ điều hành Web OS. Con này thì có màn hình 4K IPS này, màn hình hiển thị 4K IPS, có hỗ trợ 4K HDR và có sử dụng công nghệ âm thanh DTS V2X. Tích hợp đầu thu tần số DVT-A lắp trên đế. Thì bạn lưu ý là các cái bốn con ốc ở bên dưới này sẽ bật bốn ốc để lắp chân và phần gá lối giữa chân và thân của TV. Chân đế bán nguyệt khá là đẹp và vững chắc. Đấy, nó vững hơn nhiều so với cả chân hai bên như các bạn đang nhìn trước mặt đấy ạ. Hai bên của năm 2017. Đây sẽ là nhấc nó ra và tiến hành lắp chân đế với cả lưng của TV. Đây là 43UK63. 43UK6340 PTF. Đây có phần khớp lối này. Rồi sau đó đặt xuống và tiến hành bắt ốc của lưng của 43UK6340 PTF. Thiết kế mới của năm 2018 thì có cái độ dày của tấm màn so với cả năm 2017 là tương đương, nó không có mỏng hơn nhiều so với năm trước. Thiết kế đặc trưng của LG rồi. Con này thì là ốp lưng là ốp lưng nhựa. So với cả 43UZ652 và 750 thì ốp của nó là ốp nhựa cứng, ốp kim loại. Khe tản nhiệt khá là lớn. Điều đặc biệt của cái dòng này thì đó là sử dụng một cái công nghệ mới. Công nghệ mới này, Zenqi AI này. Đấy thì ở clip khác mình sẽ giới thiệu với các bạn về công nghệ này. Đấy, bắt 4 ốc ở lưng. Các bạn lắp xong thì các bạn khớp vào cái cựa của nó, sau đó thì tiến hành bắt 4 con ốc ở lưng của 43UK6340. Con này thì có hệ thống cổng HDMI, sẽ có là một cổng lưng và hai cổng sườn. Cổng USB thì cũng thế, có một cổng ở lưng và có ở sườn là một cổng. Hỗ trợ cổng mạng LAN ở bên lưng.
có cổng optical và cái hệ thống cổng Compulon. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt để xem là con này nó có tính năng như nào. Sẽ thử xem là 43UK6340 có cái gì hay so với cả các cái dòng khác trong phân khúc hay là giá. Hiện tại thì 43UK6340 tại hệ thống điện máy Ecomart đang bán khoảng 10.890.000. Bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà, trong 1 tháng đầu các bạn dùng gặp lỗi sản phẩm của nhà sản xuất sẽ đổi mới ngay. Con này là dòng 4K như mình đã nói ở đầu clip rồi đấy ạ. Sử dụng hệ điều hành webOS, tích hợp khá là nhiều ứng dụng hay như Netflix, YouTube, phim cộng, FT Play, Clip TV, Zing TV, My TV. Có 3 cổng HDMI, có trình duyệt web, hỗ trợ kết nối trực tiếp từ smartphone làm, tức là với LG thì các bạn chỉ sử dụng smartphone làm điều khiển thôi chứ chưa thể trình chiếu được trực tiếp từ điện thoại lên TV. Sử dụng công nghệ âm thanh DTS V2SIC, cái này âm thanh khá là hay, lát nữa mình sẽ test thử âm thanh của các bạn xem. Trong phân khúc giá 10.890.000 thì với dòng 43 có 4K, hỗ trợ 4K thì hiện tại thì LG đang có giá tốt nhất so với cả Samsung với cả Sony. Với mặt hàng tương tự như con 43UK6340 này thì có 43X7500F của Sony ra mắt năm 2018. Con này thì cũng đã có tính năng tìm kiếm bằng giọng nói, hỗ trợ tính năng giọng nói tiếng Việt tương tự như của Sony. Với cái tính năng voice search tìm kiếm bằng giọng nói bằng tiếng Việt thì chỉ có Sony và LG có thể thực hiện được thôi. Tức là khi các bạn truy cập YouTube thì các bạn có thể sử dụng phím micro để tìm kiếm nội dung ưa thích. Còn đối với cả Samsung và Bala thì chưa thể thực hiện điều này. Samsung thì chỉ tìm kiếm được bằng tiếng Anh với những dòng cao cấp thôi. Con này tích hợp cả đầu thu kiểu số DVT2 rồi. Đây mình sẽ test thử một clip và xem chất lượng hình ảnh nó như nào. Đây mình thử xem cái này và cho cái loa nhỏ đi xem hình ảnh. Đây là hình ảnh mình quay trực tiếp từ iPhone và nó là hình ảnh của một video 4K. Đấy, hình ảnh khá là đẹp, các bạn nhìn khá là nét. Độ tương phản cao, đây nhìn nghiêng, hình ảnh khá trong và nét. Hiện tại thì 43UK6340 thì có sử dụng điều khiển thông minh, lắc chảo xoay như các cái dòng trước, như các clip trước mình đã giới thiệu rồi. Và mình sẽ test thử một bài dư mic để xem cái chất lượng âm thanh từ công nghệ Visual X này của DTS Visual X của LG có gì hay, xem nghe chất âm nó như nào. Ê mày, chống cười thiệt. Quảng cáo anh, chất lượng hình ảnh khá là đẹp. Chất lượng âm thanh khá tốt, hình ảnh đẹp rồi. Với 43UK6340 thì mình sẽ ở clip sau mình sẽ so sánh một số dòng 43 Smart 4K. Đấy thì các bạn tham khảo.
Hôm nay thì tích hợp cả đầu thu kiểu số rồi, các bạn cắm anten thêm vào để dò các kênh kiểu số miễn phí. Trên điều khiển của nó thì có các phím tắt và có các phím tìm kiếm giọng nói, thì các bạn sẽ có thể là cài đặt cái tính năng của nó. Thì các bạn ấn biểu tượng cài đặt home ở trên điều khiển, sau đó thì các bạn vào cài đặt thêm, cài đặt chế độ hình ảnh, thì các bạn để chế độ hình ảnh trên cùng, các bạn để chế độ sống động hình ảnh bao giờ cũng đẹp nhất. Hình mạng, cài đặt wifi trong phần mạng. Đây, các bạn kết nối wifi, kết nối đường dây đây. Còn cài đặt chung thì các bạn xuống, bao gồm có tiếng, vị trí, ngày giờ, khởi động nhanh, quản lý tài khoản, chế độ eco và chế độ eco tiện điện, cookie quảng cáo này có thể chặn cả quảng cáo nữa. Đấy thì với 43UK6340 là mã hàng mới của năm 2018, thì các bạn mua hàng, các bạn có nhu cầu tư vấn và hướng dẫn hỗ trợ sử dụng thì các bạn đăng ký kênh hoặc là liên hệ theo hotline của hệ thống điện máy Ecomark. Đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi MiAnh Channel. Xin chào các bạn.